Ai? Tôi. Tôi là ai? Tôi là tôi chứ còn tôi là ai? Tôi là tôi. Người hay là ma quỷ thế này? Hè đây mà. Úi giời ơi, hè đây mà. Cứ làm như người ta quen biết thì anh lắm ấy. Xem nào. Úi giời ơi, cái mặt thì trắng bệch, cái miệng thì ngoác đến tận mang tai. Hình dáng giống người, tiếng nói giống người. Nhưng mặt mũi thì lại khác người. Mặc áo rộng thông thình như quàng tấm vải. Vậy hè là trai là gái nào? Hè tới đây tiếng như con gái, nhưng không là gái. Hình dáng con trai nhưng hết chất con trai. Hè ở trong cung, hè chỉ làm trò cười. Nhưng hè vào đến cung là hè cũng phải hoạn. Quan là quan hoạn, cho nên hè tới đây cũng là anh hè hoạn. Anh thử gọi tôi là anh hè hoạn xem nào. Xin chào anh hè hoạn. Thế anh là con cái nhà ai? Nông nỗi gì mà phải hoạn nào? Thế là anh lại quấy vào cái chỗ đau nhất của tôi rồi. Ấy thế cho nên tôi mới xúc động can nỉ can tràng. Này anh lính ơi. Sao? Anh là thiên tử quân, cho nên người ta khắc cho anh ba chữ tràm vào chát. Chắc là anh thấy vẻ vang lắm. Còn tôi là anh hề hoạn, được bà hoàng hậu mua về làm trò vui. Bà ấy cứ tưởng tôi không thèm biết gì đến cái tỉnh tinh tinh. Ôi ôi, cái tỉnh tinh tinh, cái tỉnh tinh tinh. Ấy thế cho nên cái thân phận tôi là cái thân phận thằng hề. Này, anh múa hát một bài cho tôi nghe xem nào. Chống múa nổi lên nào. Nổi lên nào. Anh múa hát cái bài gì mà cái tai tôi nó nghe mãi không thành tiếng thế hả? Ấy là vì rằng tôi hát lên cái nỗi buồn để cho người ta cười. Hát như vậy gọi là hát không thành tiếng. Người ta thì ôm bụng mà cười. Mà cười hả? Còn như gan ruột tôi thời sao nó đau như gương. Này anh thì nói hết ngóc ngách các kỳ kỳ sự thì cái tai tôi nó mới nghe ra, hiểu chưa? Bố tôi là cháu ông Đào Văn Phó. Ôi giời, cháu ông Đào Văn Phó cơ. Cháu ông Đào Văn Phó. Làm cho nhãi cuộc đời đến bậc tiên sư. Tiên sư. Còn mẹ tôi ấy là cháu năm đời dòng bà Phạm Thị Trân ở đất Hoa Lư. Hoa Lư. Làm quan trèo từ đời Đinh Tiên Hoàng Đế đấy nhá. Làm quan trèo từ thời Đinh Tiên Hoàng Đế nữa cơ. Tôi được cả cha lẫn mẹ nhất tâm đẻ tôi ra làm cái nghiệp nhe răng. Cái nghiệp nhe răng. Ấy, nguyên do là thế này này. Bố mẹ tôi mới đi hát rong. Bố tôi đánh trống, còn mẹ tôi đứng hát. Mẹ tôi hát mới sai nhịp phách. Bố tôi mới gõ đến cắt cái dùi trống vào đầu. Ấy thế là nó động trên thượng đỉnh, nó động luôn xuống hạ bộ. Mẹ tôi mới đẻ tọt tôi ra ở giữa chiếu chèo. Tôi ra đời tôi mới hát luôn cái bài. Anh hát cái bài gì mà nó nhanh thế? Tôi mới hát luôn cái bài kiếm câu làm trò anh em nhá. Vọng ra anh ngang người sao, vọng ra anh ngang người sao đầu đội vai mang nặng nề. Năm thiếp bảy thế người sao, năm thiếp bảy thế người sao tôi cút sớm khuya ơi chịu sầu. Kẻ quạt người hầu người sao, kẻ quạt người hầu người sao nắng dài mưa dầu long đong. Ôi ông trời ơi, sao ông ăn ở bất công, bất công. Hey.
chẳng hề đâu. Dạ, dạ, dạ. Con đây à, tao đang ốm, bảo mày làm cái gì cho tao ăn? Mày làm những năm con gà để cả họ nhà mày ăn à? Dạ, dạ, dạ. Muôn tâu lệnh bà, quan thái y chẩn mạch có nói rằng bệnh của lệnh bà là bệnh âm thịnh dương suy ấy, thế cho nên con đã truyền ngay xuống bếp làm đủ năm con gà hầm với năm thứ gia vị gọi là ngũ vị kê, cốt là để lệnh bà ăn nước, còn chúng con ăn cái bã đi ạ. Người ta nói rằng phải kiêng thịt gà ba ba cá chép, mà mày làm những năm con gà mày nói rằng tao ăn nước còn mày ăn cái, thằng hề. Dạ, thế tao nuôi mày để làm gì? Dạ, muôn tâu lệnh bà, lệnh bà nuôi hề là để làm trò vui ạ. Thế mà cả ngày hôm nay tao buồn sắp chết mà mày không làm cho tao vui được à? Dạ, muôn tâu lệnh bà, hôm nay con đi ra chợ con vừa học được một bài hát, con đang định về làm trò vui cho lệnh bà thì lệnh bà lại cho gọi ạ. Thế mày hát thử tao nghe. Dạ, con xin hát ạ. Một ông vua lấy được hai bà, ông yêu bây giờ thì bà bé, ông để bà già ghen nên phát ghen, sự đời lắm chuyện cũng phiền. Sự đời lắm chuyện cũng phiền. Ê, sao mày lại đứng thế kia? Dạ, muôn tâu lệnh bà, họ nhà con là họ nhà vịt, người thấp tìm tịt mà chỉ đứng có một chân thôi ạ. Câu hát vừa rồi là mày bịa ra chứ không phải ở ngoài chợ. Con ỷ lan nó vào cung 5 năm, nó đã có 2 con trai. Ta không có con trai nên tao cay đắng ở trong bụng thì tao phải chịu. Dạ. Chứ tao có ghen đâu. Thế mà mày bảo là tao ghen. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Tao chỉ muốn sai người móc mắt mày ra. Dạ, dạ, dạ. Muôn tâu lệnh bà móc mắt con thì con đã là thằng hề hoạn rồi, nay lại được lệnh bà ban cho cái phước là thằng hề mù, đã hoạn lại mù, thế thì càng may mắn đi ạ. Mù mà còn may à? Dạ, đúng như thế ạ. Vì hoạn thì mất giống hề, mà mù thì càng giỏi hề. Ấy là vì rằng khi con mở mắt ra, con nhìn thấy cái gì thì con chỉ có thể hề vào cái đó. Nhưng khi mắt con đã nhắm tít lại rồi thì trong đầu con nó như con ngựa thả cương, thiên hạ cứ linh tinh lang toang tít mẹt ra cả thì lại càng lắm thứ tức cười đấy ạ. Dạ, con xin làm thằng hề mù cho lệnh bà xem mà. Kìa, gió đưa ông đội lên dinh mà để cho bà đội cắp cái nón dập mà dập dinh đi đi theo. Ông đội lên dinh, bà đội cắp nón dập dình đi theo. Bà đội không tin ông đội, tôi mới lại hát rằng rung rinh nước nó chảy phu lý qua đèo mụ già thôi mà nên lật đật, tôi mới lại hát rằng mụ già lật đật à này bắt nê con nghèo đi cưới à cưới chồng cưới chồng con heo. Sao lại mụ già lật đật bắt heo cưới chồng? Mày chỉ nói nhảm, già thì còn cưới chồng thế nào được? Dạ, muôn tâu lệnh bà, con xin hát thêm một câu mà dân gian người ta vẫn thường hát để lệnh bà hay rằng già mà cũng sợ lẻ loi đấy ạ. Đã 84 bà già, đã 84 ngồi trong cửa sổ viết thư lấy chồng. Thế dạ, mày định làm vui cho tao nhưng tao không thể nào vui được. Mày nói tao lại càng thêm ốm. Bây giờ mày phải ra cửa cung đón cho tao người lái buôn tống. Tao đã truyền phải mang gấm đến đây, nếu họ đến thì phải chào hỏi tử tế nghe không?
Dạ xin tuân lệnh ạ. Hè. Dạ.